tin bất động sản Alo căn hộ HR.com xin review về khu căn hộ Eco Home 4 hay còn gọi là Vĩnh Phú 2. Đây là một dự án chung cư do chủ đầu tư Nam Long Group phát triển. Đây bắt đầu là đi vào bên trong đây. Toàn bộ cái đường trục chính đường vào dự án Eco Home 4. Dự án nằm ngay tại phường Vĩnh Phú của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án này có tổng quy mô là 12,6 ha, bao gồm là khoảng 1.323 căn hộ và hơn 200 căn nhà phố liền kề. Hiện tại khu này là dân cư đã đông đúc xung quanh. Tất cả các tiện ích ở đây thì đã đầy đủ là hoàn chỉnh hết. Đây là có trường mầm non đây. Đấy, trường mầm non đang hoạt động. Cái khu dân cư này thì nó đã phát triển lâu lắm rồi. Cho nên là nó không còn mới nhưng mà đã hoàn chỉnh rồi. Tất cả cửa hàng quán siêu thị hoạt động. Khu siêu thị là cửa hàng
Rồi sau khi chúng ta đi xem qua các cái khu căn hộ xong rồi ta đang đến chỗ khu nhà phố đấy, nhà phố nhà vườn thì ta sẽ vào tham quan thiết kế thực tế một cái khu căn nhà phố liền kề của khu đô thị này nhá, xem nó sẽ như thế nào. Tôi sẽ vào một cái căn nhà trong khu này. Đấy, ta sẽ chọn căn nhà ở đây các bạn ơi. Rồi thiết kế nhà phố này rồi. Nào ta sẽ đi xem một cái khu nhà nào đây. Ta sẽ vào thăm nhá. Xem thiết kế nó sẽ như thế nào. Đây, ta vào nhà này đi. Cái này là tổng là bao nhiêu diện tích là bao nhiêu mét nha em nhỉ? 75 đúng không? Tổng diện tích cả là sau cái sân khu ở đất trống là hơn 100 không? 120 đúng không? Một tầng như là có thêm một gác ở đây đúng không? À đâu tính là hai tầng. Một chèn một lầu thì là hai tầng. Trên thiết kế trên nó như vậy. Ở ngoài này có cái sân cũng rộng này. Trồng cây trồng kiếp là cũng được. Từ cái đó xong rộng rãi. Thích mỗi cái sân thoáng.